nếu bây giờ cho Kỳ Duyên trở lại mà Kỳ Duyên lấy chồng lại, thì Kỳ Duyên sẽ nói với cái người đó rằng là em với anh mình ngủ hai phòng khác nhau đi. Kỳ Duyên xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, hôm nay quý vị thấy Kỳ Duyên mặc một chiếc áo đỏ là quý vị biết Kỳ Duyên muốn nói về đề tài tình yêu, nhất là tình yêu trong lứa đôi, trong hôn nhân. À, Kỳ Duyên chưa nói thêm thì Kỳ Duyên đã biết quý vị đang nghĩ cái gì rồi. Có phải quý vị đang nghĩ trong lòng là ủa, cô này cũng hai lần thất bại trong hôn nhân thì cô biết gì về tình yêu và hôn nhân để mà cô lên đây cô nói tùm lum tùm la. Thì thưa quý vị, đúng, Kỳ Duyên đã có hai đời chồng và công nhận là mình đã thất bại trong hôn nhân. Nhưng mà người ta đã nói là thất bại là mẹ thành công. Và Kỳ Duyên cũng tự an ủi là nếu mình thất bại trong hôn nhân thì thống kê bây giờ cho thấy rằng là 50% những người kết hôn sẽ đưa tới ly dị. Có nghĩa là Kỳ Duyên cũng ở trong cái phe mà 50% thất bại chứ không phải mình em thất bại đâu. Và còn cái 50% mà còn tiếp tục ở với nhau trong hôn nhân thì thử hỏi quý vị rằng là những người đó có thật sự hạnh phúc không? Hay là trong cái 50% đó có những người ở vì bổn phận, có những người ở vì không muốn thay đổi, có những người ở vì con cái, vì phải cần có nhau, phải cần đi làm chung mới cùng nhau gồng gánh được cuộc sống. Thành ra ngay cả trong cái 50% còn lại thì chúng ta cũng không biết là thật sự đó là hạnh phúc hay là vì họ không có một sự lựa chọn nào khác. Thì thưa quý vị, Kỳ Duyên phải nói thêm, Kỳ Duyên tất nhiên không phải là nhà tâm lý học, Kỳ Duyên không phải là bác sĩ, không phải là những người professional. Nhưng có một cái này Kỳ Duyên nghiệm thấy rằng vì sau khi Kỳ Duyên đổ vỡ hai lần thì Kỳ Duyên có đi học, có đi nghe rất nhiều, có đọc sách, có nghe những cái bài nói chuyện của những người professional. Thì khi nghe đó, Kỳ Duyên mới nghiệm rằng ô, những cái gì mình đi qua là những cái người bác sĩ đó họ đã phỏng vấn, nghĩa là cả bao nhiêu ngàn người thì họ rút tỉa ra. Thì mình thấy là những cái vấn đề mình gặp phải thì những bao nhiêu ngàn cặp khác cũng gặp y chang như vậy, chứ không phải chỉ có mình đi qua những cái cơn dốc đó. Và những cái chuyện mà mình cảm thấy buồn bực, đưa đến sự gây lộn, cãi vã, ghen tuông, nó đều xảy ra cho rất nhiều cặp. Vì vậy hôm nay Kỳ Duyên chỉ muốn chia sẻ với quý vị những cái gì chính bản thân Kỳ Duyên đã đi qua. Và Kỳ Duyên hy vọng rằng quý vị có thể nghe câu chuyện của Kỳ Duyên và có thể rút tỉa ra một vài điều gì đó, hay là thấy có một vài điều gì đó giống cái trường hợp của mình, thì có thể giúp ích được quý vị cái gì. Duyên hy vọng như vậy. Thì thưa quý vị, cái mà đầu tiên mà làm cho Kỳ Duyên nói về cái vấn đề này là Kỳ Duyên được cái may mắn là Kỳ Duyên đã đi qua cái cuộc hôn nhân. Nhưng sau này thì Kỳ Duyên lại được có cơ hội để làm bạn với cái người chồng cũ của mình. Và khi mà sau khi hai đứa trở lại gặp nhau thì cả hai cùng thấy rằng ủa, sao cái người kia bây giờ dễ thương vậy? Ủa sao cái người kia biết đều như vậy? Vậy tại sao hồi đó mình ở với nhau mình lại không ở được? Tại sao lúc trước mình lại gây lộn nhiều đến nỗi mình phải đưa đến cái sự ly dị? Và bây giờ mình gặp lại có cái gì khác, có cái gì thay đổi? Thì hai đứa ngồi nói chuyện, nghiệm lại với nhau. Thì riêng bản thân Kỳ Duyên chỉ rút tỉa được những cái vấn đề chính. Tại sao bây giờ gặp lại vẫn nói chuyện, vẫn rất là có nhiều những cái tình nghĩa, tình thương trao cho nhau, không có những cái gây lộn, không có những cái ghen tương, không có những cái mà trước nay đã làm mình điên đầu về nhau. Thì giản dị thôi quý vị, tại vì bây giờ mình không là của nhau, mình không có cái quyền sở hữu người kia. Đó, chỉ thấy có bao nhiêu đó thôi là khác hẳn. Tiền bạc không có chung đụng với nhau, nhà cửa không có ở với nhau. Và đúng là mình không sở hữu người kia, có nghĩa là người kia được tự do để làm chính người đó. Hồi trước đó, khi mà ở với nhau thì tất nhiên là nó gây lộn từ cái chuyện nhỏ tới cái chuyện lớn. Tiền bạc, kiểu anh muốn xài một thứ, em muốn xài một thứ. Anh đi đâu giờ này, tại sao anh chưa về? Em tại sao em lại nói thế này?
em lại ăn mặc thế kia? Tại sao như là từng cái gì nhỏ nhỏ cũng có thể làm cho mình bực mình. Và bây giờ Kỳ Duyên khám phá ra tại sao mình bực mình. Vì là mình nghĩ mình có quyền bực mình. Vì mình nghĩ người kia là của mình, phải có cái bổn phận mang lại sự hạnh phúc cho mình. Và Kỳ Duyên nghĩ có thể là chúng ta bước vào hôn nhân, chúng ta đều nghĩ như vậy. Nhưng mà nó rất khó, thưa quý vị. Và đây là một cái Duyên học hỏi. Duyên có đi nghe bà hình như là Esther Perel, bà là một nhà tâm lý học rất nổi tiếng. Thì bà nói rằng là tại sao hồi xưa thời bố mẹ, ông bà chúng ta, họ lấy nhau, họ ở với nhau suốt đời. Thứ nhất là vì ở trong tư tưởng của họ đã được dạy là lấy là phải ở suốt đời. Và ngoài ra nếu mà ly dị thì đi ra hàng xóm láng giềng sẽ dị nghị, sẽ nói này nói nọ và làm cho mình cảm thấy rất là mất mặt. Duyên mới nói chuyện với một chị bạn, chị chỉ lớn hơn Duyên có khoảng 6 tuổi, có nghĩa là năm nay chị gần 60. Nhưng mà chị nói rằng lần đầu tiên chị ly dị chồng chị thì chị về là mẹ chị ở ngoài Bắc, mẹ chị và cả gia đình không chịu nói chuyện, bố mẹ chị chửi chị, làm như là nó đã nhục mạ cả làng cả xóm. Thành ra rất nhiều những cái yếu tố nó làm cho mình không thể ly dị. Và phải nói thật, trong cái thời gian những tháng này mà Kỳ Duyên ở nhà, mà ngày nào Kỳ Duyên cũng phải nấu cơm 2 buổi cho 8 người ở trong gia đình ăn, thì Kỳ Duyên mới thấy rõ ràng là cái chức năng mà nội trợ đó, nội mình đi chợ về, mình làm cơm, mình rửa chén, nó đã hết ngày rồi. Huống chi là những người phụ nữ Việt Nam thời trước đi chợ rửa chén, lau nhà, dọn nhà mà không có máy giặt, giặt giũ bằng tay thì nội bao nhiêu đó rồi mình đã hết ngày. Và mình không có cái thời gian hay cái quyền để đòi hỏi thêm một cái sự gì hạnh phúc cho mình. Mình đã đầu tóc mặt tối hết ngày, mình sẽ không có thì giờ đến nó, tại sao anh không mang lại hạnh phúc cho em, anh không chơi với em không có những thì giờ romantic. Nó hoàn toàn không có, để mình không nghĩ tới. Cái yếu tố thứ nhì là ở trong một cái làng nhỏ hồi xưa, chúng ta biết nhau hết, hàng xóm láng giềng, người trên xóm dưới. Chúng ta buồn, chúng ta có thể đi ra ngoài nói chuyện với bà hàng xóm bên cạnh. Và ngoài ra đó, trong cái xã hội lúc đó chúng ta còn có nhiều những cái, ví dụ như là mình đi nhà thờ chung mỗi chủ nhật, mình đi chùa, mình có nhiều những cái cuộc giao tiếp với nhiều người. Còn bây giờ, đời sống bây giờ đó, thì cuộc sống của mình, nhất là cuộc sống ở bên Mỹ, quý vị biết là chúng ta ở trong một cái nhà đóng cửa, mà nhiều khi Kỳ Duyên dọn tới đây nghĩa là 5-6 năm không bao giờ gặp người hàng xóm. Đóng cửa về lại là mình chỉ có biết nhau. Thành ra cái người chồng, người vợ của mình đòi hỏi người đó phải làm rất nhiều những cái vai trò. Tất cả những bạn bè, những người mà mình thường, hồi xưa đó là cả một cái làng, một cái xóm mang lại cho mình những cái niềm vui đó, thì bây giờ tất cả những cái đó mình dồn vào có một người duy nhất. Và vì vậy mình đòi hỏi quá nhiều ở những cái người đó, thì không ai, không một người nào có thể cho mình tất cả cái vai trò và cho mình tất cả những cái niềm vui và cái hạnh phúc mà mình cần có. Vì vậy thì cái Duyên mới nghĩ rằng là càng nhiều những cặp, họ lại càng gặp những cái khó khăn trong hôn nhân. Và quý vị biết là trong những tháng mình đóng cửa ở nhà đó, thì một mặt mình tưởng rằng là ok, bây giờ đây là cái lúc mà vợ chồng con cái ở với nhau, có thì giờ với nhau. Nhưng mà hiện giờ thống kê cho thấy rằng cái tỷ lệ mà người ta đi ra để người ta gặp luật sư, để người ta file for ly dị, nó đang lên quá cao trong cái thời điểm này. Là vì có thể là gặp khó khăn về tiền bạc, mình đã khó chịu trong lòng rồi, mình đi ra đi vô, mình gặp nhau tối ngày, đâm ra mình gây lộn. Có nghĩa là cái hôn nhân bây giờ nó tồn tại lâu. Nếu chúng ta được đi ra ngoài, chúng ta đi làm và chỉ về nhà gặp nhau mấy tiếng ăn uống rồi này nọ tối đi ngủ. Chứ nếu mà thật sự mà hai người mà chỉ có việc nhốt vào một nơi để không có gì khác mà để chỉ có gặp nhau không, thì cái đó nó cũng làm cho chúng ta điên đầu rất là nhiều. Thì trở lại cái mà Kỳ Duyên nói dài dòng, nhưng mà trở lại cái mà Kỳ Duyên nghiệm ra rằng tại sao bây giờ Kỳ Duyên gặp lại cái người chồng cũ, cũng người đó
cũng không có gì thay đổi, nhưng mà tại sao mình không gây lộn nữa? Là tại vì đó, mình không là cái gì của nhau. Mình không có quyền đòi hỏi, ồ anh tới gặp tôi, ok mình ngồi nói chuyện vui với nhau, hàn huyên tâm sự, uống một vài ly rượu, nhưng mà sau đó rồi anh đi về. Và anh muốn gặp ai thì anh gặp, tôi muốn gặp ai tôi gặp. Mình không có quyền mình đòi hỏi ở nhau. Anh không có quyền đòi hỏi anh phải làm cái gì cho tôi hạnh phúc. Tiền bạc là tiền của anh, công việc là công việc của anh. Nhưng mà hai đứa cùng khám phá ra, vì như vậy mình lại trở thành những người bạn tri kỷ. Có nghĩa là bây giờ, ví dụ người đó có một cái vấn đề gì cần hỏi Kỳ Duyên thì Kỳ Duyên mới nói. Và những cái vấn đề gì mà Kỳ Duyên khuyên người đó thì người đó có quyền nghe hoặc không nghe, tùy người đó. Đâm ra nó rất nhẹ nhàng. Và mình có thể cho nhau cái sự mà gọi là tiếng Mỹ nó gọi là support, cái sự nương tựa, cái sự tình bạn, tình tri kỷ. Nhưng mà mình không có quyền áp đảo cái ý muốn của mình vào cái đời sống của người đó. Thì Kỳ Duyên và cái người đó, bạn đó hiện giờ bây giờ nói là ồ, nếu mà bây giờ trở lại hồi đó mà mình cũng lấy nhau, mà mình thông cảm, mà mình hiểu được cho nhau như bây giờ đó, thì chắc là mình sẽ không có cái chuyện gây lộn hoặc ly dị. Tất nhiên quý vị ở đang nghe Kỳ Duyên nói là quý vị nói ok, cái đó là tại vì hai người là bạn. Nhưng mà không thể nào mà vợ chồng với nhau mà nói là thôi bây giờ em đi đâu, em muốn làm gì, anh không có quyền nói, hay là anh muốn đi đâu gặp ai, làm gì không có quyền nói. Thì như vậy nó đâu còn là vợ chồng hay lấy nhau nữa, đúng. Nhưng tại sao mình không có thể sửa đổi một chút giữa hai cái thái cực? Một là vợ chồng kèm kẹp, gây lộn vì người kia không làm theo cái ý mình muốn, mình áp đảo những cái gì mình muốn lên người kia, và cái bên này là hoàn toàn tự do. Thì tại sao mình không thử dung hòa giữa hai cái? Đây là Duyên chỉ có đề nghị thôi nha. Là ví dụ như thay vì tiền bạc lúc nào mình cũng để chung, thì Duyên biết có những cô bạn, nghĩa là mỗi lần đi shopping về là phải giấu chồng, để đồ ở ngoài xe rồi lén lén. Tại vì tiền ở chung với account với nhau thì ai xài đồng nào người kia cũng biết. Như vậy nó cho mình cái hoàn toàn mình không có một tí tự do nào. Nó đưa tới cái cảm giác ngột ngạt và rất là nghẹt thở. Bây giờ mình có 10 đồng thì ok, mình sẽ để dành, nghĩa là 50% cái tiền đó để chung, để trả tiền nhà, để trả đủ thứ hết. Hay là mình để 6 đồng chung với nhau đi. Nhưng mà còn 2 đồng thì anh có 2 đồng để công riêng, anh muốn làm gì anh làm. Em có 2 đồng để công riêng, em muốn làm gì em làm. Thì như vậy mình ngay cả ở trong cái hôn nhân mình cũng có một cái tí tự do. Những cái bài mà những nhà tâm lý học đã nói, nhưng mà bất cứ cặp vợ chồng nào mà Kỳ Duyên nói, những người bạn thân của Kỳ Duyên, họ thương yêu, họ rất hạnh phúc, họ lấy nhau được 15, 20 năm, 30 năm. Nhưng mà cái mà ai cũng nói với Kỳ Duyên đó là nó mất đi cái lửa trong hôn nhân. Mình trở thành những người tình nghĩa, mình thương họ là cái khúc ruột của mình, nhưng mà mình mất đi cái phần mà nó gọi là romantic. Mình mất đi cái phần hồi hộp. Là tại sao? Mình biết nhau quá rồi. Tại sao quý vị nhớ lại lần đầu tiên mình gặp người đó, tim mình nó đập? Tại vì mình còn nhiều cái để mình khám phá. Ồ, anh kể một câu chuyện gì nó cũng có duyên rồi, sao nữa anh? Tới chừng lấy nhau rồi mình đi chơi, qua năm 10 năm gặp bạn bè, cái người đó nó cũng kể lại một câu chuyện vui đó. Mình đã nghe quá nhiều lần, nó thành nhàm chán. Thì trong hôn nhân cũng vậy. Kỳ Duyên gặp rất nhiều, có nhiều bà vợ thì nói là bây giờ ông chồng không đụng đến họ nữa trong cái chuyện ân ái. Cũng có nhiều ông chồng nói tại sao họ không đụng, tại vì có những bà vợ khi họ gặp thì họ cảm thấy như là dùng cái danh từ của họ là người vợ miễn cưỡng hay là người vợ trả bài, và họ không còn cái lửa nữa. Vì sao? Cái gì chúng ta cũng biết, chúng ta cũng gần nhau quá, lúc nào chúng ta, mỗi đêm chúng ta đi ngủ với nhau, thì nó còn cái gì mới lạ, nó còn cái gì để hâm nóng tình yêu nữa. Thì chi bằng nếu được, nếu bây giờ cho Kỳ Duyên trở lại,
mà Kỳ Duyên lấy chồng lại, thì Kỳ Duyên sẽ nói với cái người đó rằng là em với anh mình ngủ hai phòng khác nhau, mình ở chung một nhà nhưng mà mình ngủ hai phòng khác nhau, để bữa nào mình muốn gặp nhau anh thứ sáu này hai đứa mình đi date nha. Rồi ok, nó có một cái gì mới và mình dành chọn cái buổi thứ sáu hay cái buổi thứ bảy đó, mình dành chọn cho nhau, nó có một cái gì nó háo hức, nó có một cái gì nó hơi mới. Còn những ngày khác, quý vị biết không, hồi đó đó Kỳ Duyên tất nhiên là đã được, lúc nào cũng được nằm bên cạnh người chồng. Và sau những năm sau này Kỳ Duyên được ở một cái phòng một mình đó, Kỳ Duyên thấy ở một mình nó có một những cái rất là thoải mái, không phải để mình làm cái gì cả. Ví dụ mình ngủ hai người với nhau, nhiều khi tối mình muốn dậy, mình muốn đi dùng nhà vệ sinh, mình cũng phải nhẹ nhẹ. Hay là có nhiều buổi tối Kỳ Duyên thích nghe nhạc, tối Kỳ Duyên thích ngồi thiền, hay là nhiều Kỳ Duyên thích tụng kinh, hay sáng sớm dậy mình thích có một cái không khí thoải mái, thích phòng là phòng của tôi, thích tôi bừa, hay là nhiều khi mình thích ngồi nói chuyện với bạn gái cái gì, nó là một cái không gian riêng. Kỳ Duyên có những cặp vợ chồng, người vợ không đi làm, ông chồng phải đi làm sớm, thì ông chồng ông nói với Kỳ Duyên là vợ tôi thì thích ngồi chơi hay làm việc trên laptop computer, nhiều khi 12 giờ 1 giờ mới lên phòng ngủ. Người chồng thì phải đi làm sớm, cứ muốn là 9 giờ 9 giờ rưỡi, và nhiều khi người vợ đi lên thì lại làm cho ông thức và ông không ngủ lại được, thì ông rất là bực mình. Mặc dù người vợ đã đi nhẹ nhàng rồi, thì những cái đó nó đưa tới những cái sự khó chịu, bực mình, gây lộn. Thì những cái mà Kỳ Duyên thấy là nó rất là dễ dàng, nhưng mà cho chúng ta một cái khoảng trống, cho chúng ta được một cái quyền một tí để sống một cái đời sống tự do trong một cái khuôn khổ nào đó, thì Kỳ Duyên nghĩ như vậy nó sẽ dễ dàng cho mình hâm nóng lại cái tình yêu. Trong cái kinh nghiệm của Duyên đã đi qua, và bây giờ Duyên lại gặp lại cái người cũ để hai đứa ngồi và bàn chuyện, và nó ủa tại sao hồi đó tụi mình lại đưa đến cái sự đổ vỡ như vậy. Bây giờ thì nói thật với quý vị đó, có thể nói với nhau tất cả cái gì cần nói. Duyên và người bạn tri kỷ của Kỳ Duyên khám phá ra được rằng nó rất là thoải mái khi mình không cần phải canh, khi mình không cần người đó phải là của mình. Nhưng mà ở trong cái đó thì tụi này biết chắc rằng sẽ không bao giờ mình mất người đó, vì người đó không phải là của mình. Mình chỉ mất khi nào cái gì nó là của mình. Còn nếu nó là không là của mình thì mình không phải mất. Và có lẽ cái Kỳ Duyên khám phá ra hay nhất là Kỳ Duyên khám phá ra được tình yêu chân thật sau khi ly dị. Chân thật có nghĩa là sao? Tôi không cần cái gì của anh, tôi không cần anh nuôi tôi không cần anh bên tôi không cần anh là của tôi về bất cứ phương diện gì, và tôi và anh cũng vậy. Và tôi và anh có thể thả cho nhau đi, và bất cứ cái gì làm cho anh hạnh phúc, ngay cả hạnh phúc bên cạnh một người khác, tôi cũng vậy, là tôi hạnh phúc. Và nó rất là thoải mái. Nhưng mà trong cái thoải mái đó thì Kỳ Duyên nhận được cái tình yêu mà Kỳ Duyên thấy vô bờ bến, cái tình yêu cao thượng, một cái tình yêu quá đẹp. Và Kỳ Duyên cũng thấy cái tình yêu mà Kỳ Duyên cho đi nó rộng lượng, mà nó đẹp hơn hồi trước này. Khi mà hai đứa lấy nhau nhiều thì bây giờ hỏi lại, ủa tại sao lúc đó mình không ly dị sớm hơn để ly dị. Và chúng tôi đều thấy cái khám phá hay nhất là cái tình yêu còn lại sau khi ly dị, và cái con đường mình đã học hỏi. Thì Kỳ Duyên không biết Kỳ Duyên chia sẻ như vậy không phải là ý là Kỳ Duyên nói cho ai ly dị cả, nhưng mà Kỳ Duyên thấy ngay cả trong hôn nhân có những người họ ở với nhau họ thật sự hạnh phúc, nhưng mà phải nói rằng cái đó rất là hiếm. Nếu mà không có một cái sự chịu đựng, không có một cái sự đè nén thật sự thoải mái, cái mà làm cho Kỳ Duyên không được hạnh phúc trong hôn nhân là cái sự nắm giữ,
cái sự ghen tuông, cái sự nghi ngờ, cái sự đè ép, bắt người kia phải làm theo ý mình, không hài lòng. Người kia nói một câu là mình giận liền, trong khi một người bạn cũng nói một câu đó, mình không sao. Vì sao? Vì mình nghĩ rằng là ủa, cái người bạn đó không phải của mình. Và Kỳ Duyên nhớ rằng là có những lúc mà ở trong hôn nhân, Kỳ Duyên, chính Kỳ Duyên cũng hỏi câu đó với người chồng cũ của Kỳ Duyên, thì cái câu trả lời của anh là tại vì cái người đó là người bạn, anh đâu có care cho người đó. Ví dụ người bạn thân bây giờ đi mua một cái gì mới, hay có cái việc làm gì tốt, hay đi chỗ, mình mừng cho bạn mình. Ô, người bạn thân nói một câu đùa với mình thôi, mình cười đây. Nhưng mà nếu mà chẳng may cũng cùng những cái cử chỉ đó mà người chồng hay người vợ, mà cái người này là cái người mà mình nói mình thương nhất mà, thì cái đó cũng là một cái, một hôm mà làm cho Kỳ Duyên chợt tỉnh. Tại vì người bạn của Kỳ Duyên trở về, bạn thân lắm, hôm nay Uyển gặp được một người yêu mới, Duyên mừng lắm, ai đó này nọ. Nhưng mà Duyên nghĩ rằng là nếu mà người yêu của Duyên hay một người chồng mà Duyên nói như vậy thì chắc sẽ không được. Nhưng mà bây giờ thì được, bây giờ thì được, vì người đó không còn là của Kỳ Duyên nữa. Nhưng mà Kỳ Duyên nghĩ rằng là sau cái kinh nghiệm này, Duyên đã tập được cái tính cho Duyên là bất cứ ai bây giờ đến với Duyên thì cũng với cái tình yêu đó, Duyên nghĩ là Duyên có thể yêu được. Và nếu một ngày nào đó người đó không hạnh phúc với Duyên nữa, vì người đó nghĩ rằng có một người khác mang lại hạnh phúc hơn, thì Duyên cũng sẽ cảm ơn anh những cái tháng ngày mình đã chia sẻ với nhau, và bây giờ em chúc anh rất nhiều hạnh phúc. Vì mình nghĩ rằng là cái người đó họ đã mang đến cho mình bao nhiêu năm tháng hạnh phúc rồi. Và nếu bây giờ vì họ bất cứ một lý do gì, cuộc đời sống có bao nhiêu, thì nếu không ở được với nhau nữa, cùng lắm là chỉ chia tay và chúc cho nhau những điều tốt đẹp, không cần phải thù oán người kia. Vì họ đó, trừ tất nhiên là có những cái cặp mà Kỳ Duyên nghe khi họ chia tay nhau, họ làm quá nhiều những cái điều xấu thì mình không thể nào làm bạn được. Nhưng mà nếu cái lý do duy nhất mình chia tay nhau chỉ vì mình muốn tìm một cái gì khác mới lạ cho mình, Kỳ Duyên có coi một cái talk này, Kỳ Duyên sẽ để đây. Ông đó tên là ông Tom, ông là một người nhà bác học, thì ông mới nói rằng là mỗi một năm các tế bào trong người mình nó đều thay đổi, thì chỉ trừ có những cái tế bào hình như là trong xương hay trong gì đó nó không. Nhưng mà ví dụ Kỳ Duyên đang ngồi đây nói cho quý vị là tế bào da nó đang tẩy, tế bào tóc, ruột gan gì nó cũng đang thay đổi, thì mỗi một năm đó cái con người gọi là Duyên đang ngồi đây nó chỉ còn mình thay đổi tới hơn 90% của các tế bào trong người mình. Thành ra nếu ví dụ mà mình lấy ai mà 10 năm sau người ta nói ủa tại sao em thay đổi, thì Kỳ Duyên nói wow, cái này là cái version tế bào của em nó đang thay đổi, bây giờ tới cái version thứ 9, thứ 10 rồi. Thành ra con người chúng ta, các tế bào chúng ta luôn thay đổi, thì tình yêu Kỳ Duyên nghĩ cũng thay đổi, trừ khi mình cũng thay đổi theo để mình tiếp tục, mình vun sới hoặc thấy cái gì mình làm không được, mình thử đi. Cái này mình làm mình thấy không được, mình thử mình qua cái khác. Nếu mà mình thấy cái tình yêu mình nguội lạnh rồi, tại sao mình không thử, mình nói chuyện với nhau và coi có cái cách nào để mình làm cho nó hâm nóng, để mình được ở bên nhau, ở trong hạnh phúc, để mình được thành thật, để mình cảm thấy là cái cuộc tình mình nó càng ngày nó càng grow, là nó càng trưởng thành, nó càng thay đổi. Chứ không phải là cái cuộc tình nó đứng yên như vậy, trong khi con người mình nhận định, thưởng thức, kinh nghiệm tất cả cái gì mình đã đi qua thì nó phải thay đổi. Thành ra mình đừng ngồi đây mà mình trách người kia, ồ tại sao 20 năm trước anh như vậy, em như vậy. Chúng ta hoàn toàn, chúng ta sẽ thay đổi. Và nếu chúng ta vẫn muốn cái cuộc tình nó tốt đẹp hơn thì nó phải thay đổi. Thì đó là những cái gì mà Kỳ Duyên nhận thức được của chính mình. Tất nhiên một lần nữa Kỳ Duyên nói là Kỳ Duyên chỉ đưa ra cái gì Kỳ Duyên đã đi qua. Nếu mà quý vị thấy cái gì mà có lý mà quý vị muốn thử thì quý vị thử. Còn nếu mà tất nhiên là nếu quý vị thấy hoàn toàn sai thì
Đó chỉ là cái ý kiến riêng của cá nhân của Kỳ Duyên. Rồi, thì đó là những cái gì mà Kỳ Duyên đã nhận thấy rằng trong những lúc sau này và chỉ muốn chia sẻ với quý vị. Và nếu quý vị là một trong những người may mắn, hạnh phúc cho tới giờ này, thì Kỳ Duyên vẫn chúc quý vị tiếp tục may mắn hơn. Và cuối cùng thì chúng ta con người ai cũng đáng được tìm được cái hạnh phúc chân thật cho chính mình, vì cuộc sống rất ngắn ngủi và chúng ta đi qua cái cuộc đời này chỉ hy vọng rằng mình sẽ mang thật nhiều hạnh phúc, thật nhiều kỷ niệm với mình để lúc mình ra đi, cái đó là cái duy nhất mình có thể mang theo. Chúc quý vị thật nhiều hạnh phúc và may mắn trong tình yêu.